nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, hướng đến kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và 60 năm ngày thành lập tiểu đoàn Tây Đô. Công an tỉnh vừa tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, trao nhà đại đoàn kết, nhà tình thương và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đại Phước và một số xã lân cận thuộc huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Dự chương trình có đồng chí Trần Trí Dũng, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy Trà Vinh, thiếu tướng Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, đoàn công tác đã trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết và 6 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng và trao tặng 300 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, đoàn còn trao kinh phí 30 triệu đồng để sửa chữa trường tiểu học Đại Phước C. Tổng kinh phí cho các hoạt động an sinh xã hội nêu trên hơn 1,3 tỷ đồng. Do Công an tỉnh Quảng Ninh, Tổng công ty Đông Bắc, Bộ Quốc phòng và Công ty Cổ phần Thiên Quân tài trợ.